Chương trình Mặc Ấm vì học sinh dân tộc miền núi khởi xướng từ tháng 11 năm 2011 bởi ca sĩ Thái Thùy Linh đã đến các tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Giang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên, tặng cho hàng triệu học sinh dân tộc thiểu số quần áo xếp. Xuất phát từ trái tim, tình cảm yêu thương của con người với con người, những tình nguyện viên chương trình Mặc Ấm đã kêu gọi ủng hộ quần áo chống rét và các vật dụng cần thiết cho học sinh chuyển từ miền xuôi lên miền núi cho học sinh nghèo. Cuối năm 2011 thì có một cái bước ngoặt đã xảy ra, nó đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cái cuộc sống học tập và sinh hoạt rất là vất vả của các em học sinh dân tộc miền núi. Ở trong một cái đám đông có khoảng 70 học sinh, tôi hỏi rằng là ở đây bạn nào thường xuyên được uống sữa thì không có học sinh nào giơ tay cả. Và cái không khí thực sự là nó trùng xuống và tất cả các tình nguyện viên, tất cả mọi người đều trùng hết cả xuống. Thì tôi đành phải nhanh trí tôi nghĩ ra, tôi mới nói đùa một câu rằng các bạn bị lừa rồi nhá. Chúng mình uống sữa rồi mà chúng mình không biết đó là khi mình đẻ ra mình được uống sữa mẹ. Thì thực sự là tôi bắt đầu bị cuốn bởi một cái vòi rồng. Chỉ là cái quần áo ấm cho học sinh nhà miền núi ta thu gom ở thành phố này thì nó cũng dễ thôi. Nhưng mà thử tưởng tượng ra 130 tấn quần áo mà đưa lên Mèo Vạc, Hà Giang hay là tận Mù Căng Chải, cả một vấn đề. Khi chúng tôi liên hệ công tác thì cái thủ tục thực sự là nó quá nhiều khê. Cá biệt là có trường hợp khi mà chúng tôi đến liên hệ với một bệnh viện để tổ chức cái chương trình ban nhạc đến bệnh viện, mặc dù là đã gửi rất nhiều tư liệu để cho ban lãnh đạo của bệnh viện hiểu chương trình, nhưng mà cũng nhận được những có thể là những cái câu hỏi mà làm cho mình thực sự là cảm thấy chạnh lòng. Những nụ cười hiếm hoi bên giường bệnh, những tiếng hát từ chiếc áo blue trắng và những giọt nước mắt vì niềm hạnh phúc giản đơn. Đó là những gì những người thực hiện chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện đã đổi được bằng tiếng hát, lời ca và tấm lòng thiện nguyện của mình. Với nội dung là phục vụ âm nhạc miễn phí ở các bệnh viện trên phạm vi cả nước. Cho đến bây giờ thì chương trình đã chạy được gần 3 năm và chúng tôi đã tổ chức được 80 chương trình. Chúng tôi vừa mới tổ chức thành công chương trình thứ 80 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một tháng sẽ có 2 chương trình mang nhạc đến bệnh viện được tổ chức tại thủ đô Hà Nội và 1 chương trình được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì trong một năm chúng tôi có thêm 4 chương trình sẽ được tổ chức ở các cái tỉnh ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy các bạn có thể thấy là cường độ làm việc cũng vô cùng kinh khủng. Từ tháng 5 năm 2014 này thì mình bắt tay vào thực hiện cái chương trình Ước Mơ Tí Hon, nghĩa là tặng quà là đồ chơi, là sách truyện, là những gì để phục vụ cái nhu cầu về tinh thần cho các em nhỏ, đặc biệt là những bạn mà đang điều trị dài ngày tại các bệnh viện. Ngoài cái chuyện là cái việc rất cần thiết phải làm đấy là hỗ trợ về cái mặt tài chính, thì bên cạnh đó thì cá nhân mình, vì mình là một người nghệ sĩ và mình thực sự là mong muốn là có thể tổ chức thêm được nhiều chương trình mà làm sao để có thể mang lại những cái sự an ủi động viên về mặt tinh thần. Và đôi khi là mình cũng không nhận được cái sự đồng cảm, cái sự thông cảm của phụ huynh. Có những phụ huynh là ví dụ như là tranh giành, chen lấn xô đẩy nhau này, hoặc cá biệt thì có một vài trường hợp bọn tôi đã gặp là nhận quà rồi nhưng mà mang về phòng cất và sau đó lại quay trở lại để lại xin thêm quà một lần nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì tất cả những cái khó khăn đó thì nó rất may mắn là nó xảy ra không nhiều, và chính vì thế mà chúng tôi vẫn luôn luôn có một cái niềm tin rằng là cái thiện thì sẽ luôn luôn được trân trọng, được ghi nhận và sẽ được nuôi dưỡng để nó sẽ được tiếp tục lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa, để có nhiều người giúp đỡ hơn nữa.